Anh em chào mừng anh em trở lại kênh Trailer với Tây Nhật Đức nhá. Hôm nay thì mình lại review tận cảnh cho các bạn, đó chính là chắn bùn bánh trước của Kia K200, K100 và K149. Đấy, K50 thì nhà mình đã có rất là lâu rồi, nhưng đợt này thì bắt đầu mới ra sản phẩm cái K100 này, K149 và K200. Đấy, cái dòng này thì nó sẽ bản bé hơn một chút, nhưng mà đây là vẫn hàng dập máy các bạn nhá. Đấy, mình đã có một cái video lắp hoàn thiện trên xe rồi, rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ việc tháo ra và lắp vào. Hàng này là hàng dập máy. Thứ nhất các bạn phải để ý một cái điều như này: trên thị trường thì có rất nhiều các đơn vị bán cái này. Đấy các bạn nhá, đây là hàng dập máy này, 100% dập máy, và thứ hai là nó có rất là cong vênh. Các bạn thấy không? Nó cong vênh. Đấy nha các bạn nhá, nó rất là cong luôn, nó cong theo đúng chiều của các bạn luôn. Các bạn nhìn này, nó cong theo đúng chiều luôn này. Trên thị trường có thể các bạn mua một số hàng rẻ tiền, nhưng mà người ta làm rất là thẳng, còn đây nó làm cong theo đúng vị trí của các bạn luôn. Thứ hai là rất cẩn thận luôn, bên trong mình nhà mình còn có một cái lẹp nữa. Lẹp rồi các bạn này, lẹp inox rồi. Đấy để anh em có thể bắt đi cái chắn bùn cao su vào. Đấy, đây là bản 200. Và toàn bộ những cái kích thước lỗ này các bạn nhé, nhà mình đã khoan chuẩn 100% so với hàng zin luôn, không bị gọi là lệch lạc một tí nào luôn. Anh em bắt phát là vừa zin luôn các bạn, mối hàn rất là căng đét luôn các bạn nhé, mối hàn cũng vẩy cá luôn này các bạn, mối hàn cũng vẩy cá luôn. Đấy, đánh bóng như sáng lộn luôn. Dày thì 1 ly các bạn nhé, con này dày 1 ly luôn, anh em dùng thoải mái luôn. Đó, đây là hàng dập máy, đây là chắn bùn trước của Kia K200, K100, K149 và K100 các bạn nhé. Hàng căng đét luôn các bạn này. Đó, các bạn nhìn thấy không, rất đẹp luôn. Con này nó sẽ có một lái một phụ khác nhau. Đấy, với những bộ chắn bùn ni lông này, tại sao nó ra nâu như vậy thì các bạn biết là đổ một bộ khuôn. Anh em nào mà cơ khí đang xem cái video này thì chúng ta không lạ gì, ra được một bộ khuôn chắn bùn ni lông này thì nó về mất tầm 200 triệu. Thế nên thành ra là đôi khi có những bác thợ người ta có thể sẵn sàng đầu tư 200 triệu nhưng mà người ta cũng kinh bởi số lượng sản phẩm liệu đầy ở thị trường có kịp để thu lại cái số vốn như vậy không. Rồi là thứ hai là công nhân nữa, không phải đơn giản là các bạn dập ra đường phát là ngày được luôn đâu, chúng ta lại còn phải hàn chấm vá rồi là để cho đúng form nữa, khoan nó rồi là ốc nhái, nói chung là ngặt để ra được sản phẩm như này. Và rất nhiều các bạn hỏi mình tại sao là cái này nó bé mà đắt hơn đằng sau, thì cái này nó làm rất là khó, còn đằng sau thì lại làm dễ. Thế nên thành ra là tùy theo cái công và cái độ tỉ mỉ của một cái chắn bùn, chứ không phải là to mà đã là đắt, bé là rẻ, mà đôi khi bé nhưng mà chi tiết nó rất là cầu kỳ. Đấy, các bạn biết đang làm như này để ra được một sản phẩm như này không hề đơn giản. Đấy, anh em nào mà cơ khí thì anh em biết, không phải bảo mình chém gió. Đây là mình cũng đặt ở những cái xưởng cơ khí của những anh trai làm như nhà mình 15-20 năm nay rồi, thì anh em làm quen rồi, ra những bộ sản phẩm mà ra thị trường mà bán cho anh em toàn quốc bắt phát vừa luôn, không ai chê một câu nào luôn. Nếu các bạn cầm sản phẩm này nhá, bắt vào xe mà không đẹp mà anh em chê, anh em tháo ra giả lại mình, bót lên trên diễn đàn và thằng Nhật Đức quảng cáo bố láo. Đấy các bạn nhá, anh em cứ tin tưởng, anh em bót thoải mái luôn. Mình thì mình cởi mở luôn, mình bán như nào mình nói như thế luôn. Anh em Kia K100, K149, K200 ủng hộ mình nhá, chắn bùn nhựa trước hàng dập máy đó, khoan lỗ sẵn bắt phát vừa luôn. Anh em ủng hộ mình theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038 cũng như là 0243861426. Anh em nhớ vào đúng phụ tùng tôi Nhật Đức nhá, nhà mình dùng duy nhất cả cái gì này các bạn nhá, cà phê zin này, và nhà mình có một con mèo. Đó, cộng với thứ hai nữa các bạn vào đúng cái biển mình cho biết cho mình nha các bạn nhá. Đấy, cà bên cạnh không phải nhà mình các bạn nhá, anh em nhớ là cà bên cạnh không phải nhà mình. Đấy, chẳng buồn rất là nhiều luôn, anh em nhớ là cửa bên cạnh không phải nhà mình nhá, mà nhà mình dùng duy nhất cái cửa này. Đấy, lên cái gạch đỏ, các bạn vào đúng cái nhà lên cái gạch đỏ các bạn nhá. Thank you anh em rất là nhiều luôn. Hẹn gặp lại anh em sau.